không thì em còn thoát mê, chàng đầu làng xinh thương. Em như hâm như nháy, anh sau này chớ che được không? Yêu được em là vui lắm, anh có muốn thường xem dễ ăn, dễ chiều và biết nghe lời. Có yêu được không anh ơi, nói em nghe một lời, đừng để đêm nhớ ngày sông, nhớ núi xa trời. Mong em được yêu, em được chiều anh cứ, nhưng e thẹn nên em còn chờ anh kêu. Dù người có béo em cũng thương, hay là bướng em cũng theo. Khéo tay nên em tự mình xây mối duyên. Này này người ơi, sát tim lên đèn xanh mời, anh mau mau giao nhanh thiếu anh. Đời em mong manh như cá lên bờ. Mê cung thì em còn thoát mê, chàng đầu làng xinh thương. Em như hâm như nháy, anh sau này chớ che được không? Yêu được em là vui.
đây bên đàn trai, chúng em đến đây cũng xin lễ nhập gia. Thì tới bây giờ tôi cũng xin thay mặt cho gia đình bên gái thì bên nhà trai hôm nay đến để trình cái lễ nhập gia. Dạ vâng. Thì bây giờ tôi cũng xin chấp nhận cái lễ nhập gia này. Muốn anh là tiếng của con em mưa sau này, muốn anh là con của tim ba em lâu dài, nhất ba thiên địa nhì ba cao đường cùng kề nhau bay. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dưa gom về quê cưới chàng. Mời anh đi về quê em treo xuồng ba la, ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca. Được nhìn anh cười vui là đời em mãi luôn an bình. Muốn anh là tiếng của con em mơ sau này, muốn anh là con của tim anh. Dễ chỉ cần gật đầu em đúng là cho phải lễ, bà con lối sớm họ bảo anh tài ghê, một đời yên ấm khi có được cô gái quê. Vậy nào người ơi ga gáy o o o, vậy đi vậy đi vậy ăn cái chi cho nó, rồi mình lên xe qua tới cửa mẹ cha, một bài ca hai bên nhà cất khóc nha. Mời anh đi về quê em treo xuồng ba la, ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca. Ngày lành tháng tốt, đàn trai có đến năm quả, một con heo quay và năm quả. Hôm nay là bên nhà trai có quà hàng quà này, là mình nói tóm gọn lại thôi. Bây giờ hôm nay bên nhà trai có mang quà gồm 6 mâm, rồi gồm trong đó là trà, rượu, bánh và trái cây. Trong đó về thực phẩm thì có con heo quay trước là để cúng lên bàn thờ gia tiên, rồi sau để cho hai cháu nó làm lễ. Đã thương em thật rồi nhưng mà anh chưa nói ra, bởi do thân còn nghèo ngỏ lời sợ em cách xa. Nắng mưa bên ruộng đồng bao mùa tay chân lắm lem, dám đâu mơ mộng nhiều chỉ cần anh được gần em. Thời xuân thì con gái qua nhanh cũng như mây trời, làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi tranh giành, về đây tình nồng dựng xây trọn đời bên anh. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, thiệp hồng áo cưới nên lễ cao cầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn có nhau, đời này gian khó qua rồi từ giờ thôi lo. Thất tổ của quyền nay kiếp nhật nghinh hôn chi lễ, phục nguyện của quyền nội ngoại lưỡng biên, hộ độ cho con cháu được giai ngẫu bá niên, đầu cuối bái phần hương sinh thượng hiến. Thời xuân thì con gái qua nhanh cũng như mây trời, làm sao đừng tiếc nuối em ơi.
ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi tranh giành. Về đây tin nồng dựng xây trọn đời bên anh, nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi. Thiệp hồng ao cưới nên lễ cao rầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn có nhau. Đời này gian khó qua rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi. Thiệp hồng ao cưới nên lễ cao đầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo những sống sao. Có vẻ chú rể có mang một số nữ trang đến. Và đây là bông tai, vòng và một chiếc kiềng. Kính thưa quý ông quý bà, thì hôm nay cái về cái phần đồ nữ trang cho cô dâu, thì hôm nay bên nhà trai có mang qua một chiếc vòng tay và một chiếc kiềng, bỏ được một đôi bông và một cặp nhẫn. Đây tôi cũng xin trình cho quý ông quý bà được biết. 20 triệu. Để trước là để phụ bên nhà gái để làm cuộc tiệc hôm nay. Rồi. 20 triệu. Rồi. Vẫn chưa sang nhà, bàn chuyện cao đầu dám đâu mơ mộng gần xa. Đời còn lòng đông nhưng tình anh thủy chung một lòng, chỉ ước sau này kề bên nắng mưa vẫn là em thôi. Nhưng kìa bao đôi tình nhân đã kết thông gia, còn mình anh ôm nặng mang bao ngày sương gió. Rồi một mai đôi trầu cao anh sẽ mang qua em, mà minh chứng cho tình mình thương em không hề đổi thay. Kết duyên trầu cao em ở đâu cho dù xa anh cũng đưa em về. Bởi do mình thương nhau đằng sau nên tình ta chẳng hề xa cách. Nếu thương thì bên nhau dù mai sao già đi có chi sáng chào. Ngày lành tháng tốt xin lấy cơm trầu giặt mong. Mình anh ôm nặng mang bao ngày sương gió. Rồi một mai đôi trầu cao anh sẽ mang qua em, mà minh chứng cho tình mình thương em không hề đổi thay. Kết duyên trầu cao em ở đâu cho dù xa anh cũng đưa em về. Bởi do mình thương nhau đằng sau nên tình ta chẳng hề xa cách. Nếu thương thì bên nhau dù bay sao già đi có chi sáng giàu. Ngày lành tháng tốt xin lễ cao trầu giặt mong nguyện ước. Kết duyên trầu cao em ở đâu cho dù xa anh cũng đưa em về. Bởi do mình thương nhau đằng sau nên tình ta chẳng hề xa cách. Nếu thương thì bên nhau dù mai sao già đi có chi sáng giàu. Ngày lành tháng tốt xin lễ cao trầu giặt mong nguyện. Thì bây giờ đây bên phần của mẹ, mẹ của cô dâu với bà ngoại cho cháu một cái số vàng, nhưng mà giờ ông cũng không biết cái số vàng trong này là bao nhiêu, nhưng mà cái này là của bà ngoại phải không, cho cháu là cặp nhẫn. Yeah.
nói mai này em được làm cô dâu. Hai đứa thương nhau thật lòng, câu hứa trăm năm mặn nồng. Dệt mộng uyên ương trọn đời nên nghĩa giữa chồng. Ngoài kia dương nho đời trai, anh chớ lo chi có em kể. Chờ anh mang cầu cao bước qua trước em về nhà, là đẹp tình duyên lứa đôi, tiếng yêu đậm đà. Mình nghèo mà thương mến nhau, dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng dành chọn thủy chung mặn nồng. Một đời thương nhau, một lòng trước sau cùng bên nhau. Cũng xin thay mặt cho gia đình, bây giờ tới cái lễ ông bà tại đường, ông bà còn sống hôm nay đến tham dự cái ngày lễ thành hôn của hai cháu. Bây giờ tôi cũng xin mãn phép như thế này, để hai cháu nó rót chung rượu lễ, để mời tất cả quý ông quý bà trong bàn đây, để uống mừng cho nó ngày thành hôn của hai đứa lên đây. Bây giờ thì mình được là hai mấy rồi, chúc chừng 80 năm được rồi em. Nếu vậy là 80 năm nữa. Thôi để ông dùng rượu chút cho con 80 năm là tốt. Cũng cố gắng lên đi. Tám rượu ngoài cũng bỏ nó nghe. Chứ sao mấy bà uống rượu đi hết. Chứ còn mình mà... Cầm nó hơi hay, cầm này. Nay là bà mãi chúc hai đứa con trọn đời về đây nha nghe. Nhưng mà phải lý tiếng thôi nha. Nói chuyện nó làm quý lại nó làm nó đỉnh rồi á. Cũng ngày kia làm nó giờ chúc là hai chú già bên thằng trai thì có dâu thảo ha. Bên thằng gái thì có thằng rể hiền nha. Về khuya cơm nóng giữa ca em đợi chờ anh. Anh mang cầu cao bước qua trước em về nhà, là đẹp tình duyên lứa đôi, tiếng yêu đậm đà. Mình nghèo mà thương mến nhau, dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng dành chọn thủy chung mặn nồng. Anh mang cầu cao bước qua chồng con á đều là thương yêu nhau, hạnh phúc đến suốt hết cuộc đời. Dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng dành chọn thủy chung mặn nồng. Có đắng cay giữa ngày mai yêu, ngày nào trước em chỉ có mình. Muốn anh là con của tim em lâu dài.
không sao. Chuyện là em thân nhất lũ nhất làng bên, giống qua đây em cân tất làm rễ miền Tây, không có như không phải dễ. Chỉ cần gật đầu em đúng là cho phải lễ, bà con lối sớm họ bảo anh tài ghê, một đời yên ấm khi có được cô gái quê. Về đi nào người ơi ga gây, oh oh oh, về đi về đi. Trà đó ngoài hồ cá mình cùng ca, được nhìn anh luôn cười vui là đời em mãi luôn an bình. Muốn anh là tia của con em mưa sâu này, muốn anh là con của tia mang em lâu dài. Nhất mái thiên địa vì bãi cao đường, phù thề do mãi đêm nay ta say ta mãi tăng ngày. Và ngàn dân đang giờ đây nhà thôi, nơi đâu bình yên bằng tình yêu của em đối với anh, không một câu dối gian. Muốn anh là tia của con em mưa sâu này, muốn anh là con của tia mang em lâu dài. Nhất mái thiên địa nhì bãi cao đường, phù thề giao bãi đêm nay ta say ta mãi tăng ngày. Bây giờ em đã có anh là chồng.
Dạ vâng, Nguyễn thân mến, và hiện diện trên sân khấu tình yêu này, đôi Nguyễn Ương xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta đã có mặt. Và cho phép đôi Nguyễn Ương của chúng ta xin ra mắt đến toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, quý vị thân mến, và để có được ngày vui, ngày hạnh phúc như hôm nay, thì không thể không nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục, cử nhân bậc làm cha, làm mẹ. Bởi vì nước biển mênh mông thì không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phụ kính công cha. Tân tạo sớm hơn, mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Và ngay giờ phút long trọng này đây, cho phép Minh Quyền sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu đại diện chủ hôn của hai họ. Về phía đại diện của họ nhà gái, cho phép Minh Quyền sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu bà Ngô Thị Thảo, cũng là mẹ của cô dâu Thanh Phương. Xin mời bà vui lòng tiến về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị ạ. Dạ, một chào pháo tay thật lớn để chào đón chủ hôn của họ nhà gái được không quý vị? Và tiếp theo Minh Quyền sẽ được trân trọng kính mời và giới thiệu đại diện chủ hôn của họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông Lương Ngọc Vũ và bà Phạm Thị Mai Thảo, cũng là song thân của chú rể Thành Trung. Xin mời ông bà vui lòng tiến về sân khấu để ra mắt toàn thể vị quan khách ạ. Quý vị dành tặng thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón chủ hôn của họ nhà trai được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ vâng, quý vị thân mến, thì ngày hôm nay Minh Quyền rất là vinh dự khi được thay mặt cho hai bên gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thượng vị đã dành chút thời gian quý báu của mình đến chung vui và chúc phúc cho đại gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sự hiện diện đầy đủ và yêu thương của tất cả quý vị chính là niềm vinh hạnh hết sức lớn lao dành cho gia đình, cũng như là một món quà hết sức là ý nghĩa và vô giá dành tặng đến cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa xin phép thay mặt gia đình xin cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, và quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu tình yêu này thì đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã có mặt. Và cho phép đại gia đình của chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị một lễ chào tri ân như thay lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian của mình đến chung vui với gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Lễ chào tri ân trân trọng nha. Yeah. Dạ vâng, quý vị thân mến, và một nghi thức đầu tiên để đánh dấu những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ngay giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau. Chúng ta cùng tiến về tháp ly để chúng ta cùng bật nắp champagne và cười nguồn hạnh phúc. Miếng trầu là đầu câu chuyện, buổi tiệc vui không thể thiếu ly rượu mừng. Và ngay giờ phút tại đây, quý vị đang chứng kiến hình ảnh đôi Nguyên Ương của chúng ta đang cùng tay trong tay rót đầy những chung rượu ngọt, sủi rượu sâm minh trào dâng với tình cảm lòng nàng với lòng trẻ. Dù bao nhiêu tuổi xuất gia, ta bao nhiêu tuổi vẫn là con của nhau. Mặn nồng cỏ nhông như dây trầu quấn lấy thân cao, chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời. Một tràng pháo tay thật lớn cho đôi Nguyên Ương của chúng ta vừa khai xong ly rượu mừng được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ vâng, quý vị thân mến, và giờ đây để tỏ lòng hiếu kính đến với những đấng sinh thành đã có công dưỡng dục và dạy bảo chúng ta nên người, thì ngay giờ phút long trọng này đây thì xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ lần lượt dâng những ly rượu hiếu kính của mình đến với cha mẹ hai bên, và xin chúc cho họ nhà gái từ đây có được chàng rể Thảo. Và ly rượu kính thứ hai xin mời cô dâu và chú rể sẽ dâng đến cho chủ hôn của họ nhà trai, và xin chúc cho họ nhà trai từ đây có được nàng ơi cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển Đông. Dù trong dư trọn cuộc đời cũng không đáp nổi được người sanh ta. Dạ vâng, và ngay giờ đây xin mời hai bên sông thông gia chúng ta cùng tiến lên một bước đi ạ.
Rồi quý vị ơi, quý vị chúng ta có bia nâng bia, có nước nâng nước, chúng ta hãy rót thật đầy ly của mình để nâng cao và hòa chung với nghi thức của gia đình và thay lời chúc phúc dành tặng cho đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay, được không quý vị? Những ly bia, những ly nước ngọt hay những chai nước suối của toàn thể quý vị đâu rồi ạ? 3, 2, 1, xin được chúc mừng và xin chúc thương tình thông gia của hai bên gia đình ngày càng keo sơn bền chặt hơn, một bên có dung hiền và một bên có rễ quý, và sớm ngày sanh quý tự để cho hai bên gia đình có con cháu để ấm bồng ạ. Và một lần nữa xin thay mặt cả toàn thể quý vị xin được chúc mừng ạ. Vừa rồi cũng đã khép lại phần ra mắt của hai bên gia đình. Và giờ đây xin mời hai bên thông gia chúng ta sẽ cùng trở về bàn tiệc và chiêu đãi đến toàn thể vị khách quý. Và cô dâu chú rể chúng ta sẽ ở lại để thực hiện những nghi thức còn lại. Dạ vâng, và một nghi thức tiếp theo. Ngay giờ đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến về tháp đám cưới để chúng ta cùng chia ngọt sẻ vui với chị Quảng hạnh phúc ngày hôm nay. Và giờ đây quý vị đang chứng kiến hình ảnh của Tân Nguyên Ngư của chúng ta đang cùng tay trong tay chia ngọt với sẻ vui với chị Quảng hạnh phúc ngày hôm nay. Một lần cắt bánh, một lần yêu. Hai lần cắt bánh, yêu thêm nhiều. Ba lần cắt bánh, ngày hạnh phúc. Hạnh phúc trọn đời, đỉnh trăm năm. Và xin chúc cho hai bạn ngày nào cũng là ngày ngọt ngào, tuần nào cũng là tuần trăng mật, tháng nào cũng là tháng tình yêu, và năm nào cũng là năm hạnh phúc. Dạ quý vị thân mến, và một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy nâng những ly rượu, những ly bia, những ly nước ngọt của mình để hòa chung với nghi thức giao bùi của đôi bạn trẻ như thay lời chúc mừng dành tặng cho ngày vui được hôm nay, được không quý vị? Những ly bia, những ly nước ngọt của quý vị đâu rồi ạ? 1, 2, 3, vô! Hai tay bưng chén rượu nồng, cùng nhau uống cạn rượu hồng giao bôi. Từ đây ta đã có đôi, như chim liền cánh, như cây liền cánh. Dạ vâng, quý vị thân mến, và một nghi thức nữa không thể thiếu trong buổi tiệc sáng ngày hôm nay. Thì ngay giờ phút này đây thì cho phép Minh Quyền sẽ được trò chuyện cũng như giao lưu với cô dâu và chú rể một tí xíu nha quý vị. Quý vị thân mến, thì trong tất cả chúng ta ai cũng biết, trong tình yêu thì trong những lần gặp gỡ, những lần hò hẹn hay là những lần hò hẹn với nhau thì chắc chắn thì chúng ta sẽ không thiếu những cái cử chỉ thân mật hay là một đại loại như là một cái nắm tay hay như thế nào đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì đây là cái dịp để mà cô dâu và chú rể chia sẻ trong những lần gặp gỡ và yêu nhau đó thì họ đã dành những cái cử chỉ như thế nào dành cho nhau để thể hiện tình yêu đó. Bây giờ hỏi chú rể một tí xíu nha. Và khi hai em là yêu nhau, quen nhau, hẹn hò với nhau thì em đã có một cái cử chỉ nào dành tặng cho cô dâu xinh đẹp nhất của mình chưa? Xin mời chú rể Thành Trung có cho em. Có. Thì có. Chú rể rất là thật thà quý vị, chú rể nói là có. Nhưng mà đại loại là bây giờ cử chỉ thân mật nhất là cử chỉ gì? Bây giờ hỏi cô dâu nghe. Dạ, cô dâu cũng rất là thật thà quý vị, hôn. Bây giờ hôn ở đâu, đại loại là hôn ở đâu, hỏi chú rể một cái nữa nghe. Chú rể cũng rất là thật thà quý vị, hôn môi. Có nhiều bạn rất là e ngại nói hôn má, hôn chán không à, nhưng mà chú rể ngày hôm nay của chúng ta rất là thật thà, phải không ạ? Hôn môi. Nhưng mà tất cả quý vị đã thấy chú rể hôn môi cô dâu lần nào chưa ạ? Và quý vị có muốn thấy cô dâu và chú rể dành tặng cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy ngay tại sân khấu này không ạ? Dạ vâng, và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và để minh chứng cho tình yêu tuyệt vời ngày hôm nay thì tất cả quý vị qua cách sẽ yêu cầu chú rể dành tặng cho cô dâu một nụ hôn thật nồng cháy ngay tại sân khấu này, được không chú rể? Rồi, xin mời hai em đối mặt vào nhau. Và nụ hôn này thì cho phép Minh Quyền xin mời tất cả quý vị hỗ trợ cho nụ hôn tình yêu này kéo dài thật dài.
kéo dài thật dài bằng một tràng pháo tay được không quý vị? Dài đến đâu thì nụ hôn dài đến đó. Được không quý vị? Dạ vâng quý vị ơi. Quý vị ơi, ai chuẩn bị cho tràng pháo tay của mình đi ạ. À? Và giờ đây, nụ hôn tình yêu nồng cháy, nồng nàn và nồng nàn hương vị tình yêu sẽ được phép bắt đầu. Những tràng pháo tay của quý vị đâu ơi? Kéo dài thật dài để cho đôi duyên ương của chúng ta cảm nhận nụ hôn thật là hạnh phúc trong cái buổi tiệc ngày hôm nay, được không ạ? Chính là tuyệt vời phải không ạ? Và xin chúc cho hai bạn sẽ mãi mãi ngọt ngào, mãi mãi hạnh phúc giống như nụ hôn tình yêu ngày hôm nay. Và một lần nữa cho phép mời quý vị xin được thay mặt gia đình xin cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, quý vị thân mến, và nụ hôn tình yêu vừa rồi cũng đã chính thức khép lại nghi thức vu quy của cô dâu Thanh Phương và chú rể Thành Trung trong buổi sáng ngày hôm nay. Và giờ đây cho phép quý vị xin trả cô dâu và chú rể của chúng ta trở về vòng tay yêu thương của tất cả quý vị, cũng như nhận lời chúc phúc từ toàn thể quý vị hay họ. Biết không, năm hồi đó anh đang thấy cô đơn, đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn, rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Em đến điên đầu, người có anh và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng, thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Em biết không? Người nói em dại cứ ngân hà, nên mới lấy được người giống anh nè. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Và em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trưởng thành với bao người ở bên ngoài, mà ở bên em như là trẻ con lên 10. Người có anh và em hỡi, nay mình đã nên vợ nên chồng, thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không? Rồi giờ em tân sao, tân sao, nói anh nghe coi nè. Thì nhìn em may mắn
cũng lội mấy đèo anh cũng qua nà. Chứ thương em nào ngại chi đường xa, ăn nước mau sao hai đứa chung một nhà. Dù đường gặp gần anh dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mang nồng dây tơ hồng đẹp màu uyên như, về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp từng yêu thương. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới anh tôi, bà con cô bán ai bên, cứ mong ngày ta sánh đôi. Chào cầu xanh lễ sang thăm, giờ lần tháng tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao nè, rồi giờ em tính sao, tính sao, tính sao đây. Rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, rồi giờ em tính sao, tính sao. Nói anh nghe coi nè, nghe coi nè. Người ta thường báo yêu là phải nói, giống như là đối là mình phải ăn. Nhưng anh thích em mà em không chịu, tình hình hiện tại có việc khác em. Cứ nghĩ về em bao đêm thao thức nè, bứt rứt bần thần tay chân nè. Anh thương là thương em thiệt, nhưng mà còn chưa biết ngày nào em ưng em. Đó anh hỏi là mấy giờ em ngủ, để anh thủ sẵn trước biết đường canh. Tạo đi cho một mình mà không rủ, đêm nay lạng hoàng trong mơ lại còn ăn. Đâu có ngại gì đâu, mấy sông anh đụng lậu, dù mấy núi mấy đẹp anh cũng qua. Bởi vì thương nên là anh chắc hết cho còn chữ tình chữ nghĩa của đứa bé. Dắt em đi, nhọc nhằn nào đâu xa chi chỉ cần ta chung lòng. Nguyện thề trọn đời mang nồng dây tơ hồng đẹp màu uyên. Về nhà trong một ngày lành cho đôi mình đẹp từng yêu thương. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới anh tôi, bà con cô bán ai bên, cứ mong ngày ta sánh đôi. Chào cầu xanh lễ sang thăm, giờ lên tháng tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Xin chớ lo, dẫu còn nắng mưa dài dầu, dù giật đôi dù sao rơi, anh thương em nhất trên đời. Chẳng chờ chi nữa em ơi, mình làm đám cưới anh tôi, bà con cô bán ai bên, cứ mong ngày ta sánh đôi. Chào cầu xanh lễ sang thăm, giờ lần tháng tốt 25 là đẹp cuộc tình cho đôi mình bắt đầu trăm năm. Rồi giờ em người
người miền Tây thiệt tình lắm. Thương thì nói